Hello, xin chào quý vị, các bạn đã quay trở lại nguồn review. Hôm nay thì mình nghĩ rằng là cái này cũng dành cho dân chơi thôi, thế nên là có gì nói đấy ha. Mình sẽ review một cái con tên là GS Sloan. Mình cũng không biết nữa, nhưng mà nói chung rằng là con này thì người ta tặng cho mình, thế nên là có thì review thôi. Và con này là Hand Dressing Balm, quý vị. Khá là hay. Tóm lại là khi mà cầm lên một cái sản phẩm như thế này thì mình thắc mắc rằng là liệu nó có dùng da gì không? Và sản phẩm này nó trọng lượng 104 ounce, 118 ml. Và họ giới thiệu sản phẩm này rất là buồn cười, ở đây là Skin care for dry hair, restore thick and coarse hair, giving a healthy looking shine, great definition and texture without wearing and wearing hair down, also perfect for beard. Ok, thì đọc xong cái dòng miêu tả này thì có vẻ như là họ đang muốn hướng tới với một cái sản phẩm tạo kiểu nhẹ nhàng, hơi bóng một chút và có thể làm mềm tóc hay là mềm râu sau đấy. Thành phần. Đọc qua thành phần thì thực ra là mình thấy nó không có gì đặc sắc cả. Chúng ta sẽ có dầu hạt thầu dầu, chất nhũ hóa và vân vân và vân vân. Nói chung là nó không có một cái gì gọi là quá đáng kể để gọi là balm cả. Thế nên là đây chỉ là một sản phẩm tạo kiểu đặt tên là balm. Vậy thôi ạ. Mùi hương thì mình thấy nó không mấy dễ chịu lắm. Hơi hăng hăng kiểu mùi nghệ, mùi xả gì đấy. Bóp ra này các bạn. Ừ, hình như nó cứng lại rồi. Đây. Để bóp ra này các bạn. Một trong những thứ mà sản phẩm dạng tuýp này mang lại cho chúng ta đấy là gì? Chúng ta việc lấy ra ấy, chỉ bóp ra thôi, nhưng mà nó cũng sẽ có một cái nhược điểm là ví dụ như là nó bị khô thì cũng khá là khoai. Đây như các bạn đang thấy này, lấy sản phẩm ra rất là đặc, rất là khoai. Đây cũng sẽ là một trong những cái kinh nghiệm của mình khi mà nhắc đến là một cái gì đấy sản phẩm tạo kiểu tóc dạng tuýp, rất là khoai luôn quý vị. Đây, lấy được từ này sản phẩm đó, bóp phải gọi là méo cả 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 cả, cả tuýp thì mới lấy được từng đây sản phẩm. Xoát sản phẩm ra tay thì khá là mềm. Mùi thì thực ra mà nói thì nếu mà chê cái mùi này thì không phải. Tức là cảm giác có một cái sự rất là sang trọng. Đây không hẳn là mùi xả. Đây là một mùi cái của một cái lá cây gì đấy hoặc một cái thân cây gì đấy. Tức là nó cũng hăng như vậy nhưng mà mình thấy nó khá là sang. Nó sang, tức là nếu mà gọi là mùi xả thì nghe nó có vẻ bình dân, nó bị rẻ tiền á. Còn xét trên cái góc độ dùng được hay không dùng được và mùi hương khác như thế nào, dùng trong môi trường nào thì mình nghĩ rằng là con này dùng cũng, cái mùi con này dùng cũng ổn, ok, không nên lỗi. Ở trên này tuyệt nhiên là không thấy ghi một cái độ giữ nếp gì nhá. Thì các bạn cứ mặc định giúp mình là lai hâu. Để xem chúng ta xem là lai hâu lên tóc của mình như thế nào. Bóp rất khó luôn quý vị. Bóp rất khó luôn. Lúc nào cũng bóp ra cũng méo như thế này. Bóp ra khá là khó. Và các bạn sẽ thắc mắc là tại sao là mình dùng nhiều đến như vậy. Thực ra là với mái tóc dài của mình thì một con balm này lại rất là phù hợp, một con dạng tuýp dạng dính như thế này rất là phù hợp. Nó chắc chắn là một sản phẩm dạng mềm ẩm, và như các bạn thấy thì sản phẩm này đúng là cũng có tăng độ bóng lên thật. Cũng có chút độ giữ nếp, khá là ổn. Góc độ của mình đánh giá con này thì mình đánh giá nó là một sản phẩm, thực ra mà nói nhé thì nó giống như kiểu là một con pomade hơn. Cái trải nghiệm của nó hoàn toàn là một con pomade luôn á, vì các bạn có thể nhìn thấy đây, tóc mình đang rất là bóng, rồi cả việc là độ dính của nó
nó cũng khá là vừa phải. Nó vừa phải theo cách là nó sử dụng chất tạo dính nha quý vị, nó không sử dụng cái thành phần là kiểu sáp sùng các thứ, thế nên là nó sẽ hơi rít rít một chút. Nhưng mà ý mình muốn nói rằng là đây là một trong những cái sản phẩm mà các bạn hoàn toàn để tìm mua theo kiểu là tôi muốn để wet look, hay là kiểu như là tôi muốn dùng pomade nhưng mà nó không hẳn là một cái con pomade truyền thống này nọ kia các thứ và nó dễ dùng. Thì đây một sản phẩm như thế này, mình giống như kiểu là mình hình dung ra đến kiểu là các bạn đi vào siêu thị và các bạn mua một lọ X-Men chẳng hạn kiểu vậy. Thì cái sản phẩm này nó cũng như là ná như thế, nhưng mà cái mùi hương thì nó thực sự là nói mà nói là cái với cái trải nghiệm của cá nhân mình nhá, với mùi hương ấy, thì mùi hương này cao cấp hơn rất là nhiều đó. Tuy nhiên như các bạn thể thấy ở đây mình dùng xong ấy, xong rồi mình bóp bóp các kiểu như này này thì nó bị dính ra cái label, thì nó cũng thực sự là mình cũng không không ấn tượng lắm với giọng tuýp này. Còn tất cả mọi thứ về mặt thiết kế, các bạn có thể thấy về mặt thiết kế này mình thấy khá là ổn, tức là in hết lên nhưng mà mình thấy khá là ổn, mình thấy hoàn hảo, mình không có một cái gì gọi là chê cái thiết kế này cả. Có thể là nó hơi đơn điệu phần phông chữ này nhưng mà chê thế thì gọi là ai cũng chê được, nên là thôi bỏ qua cái vấn đề đấy. Cái này vì hàng được tặng nên là cũng không biết như thế nào, nhưng mà về cơ bản thì nếu mà các bạn nào có nhu cầu thì mình cũng bán lại cái này ha, chắc là bán lại đâu đấy khoảng 200, 250. Thì nếu mà các bạn nào có nhu cầu thì cứ inbox mình đó, 200, 250 thì cứ để cho thoải mái nhất đi. Cái thứ quan trọng nhất mà chúng ta quan tâm khi mà mua cái con này, mình nghĩ rằng là chúng ta nên quan tâm cái độ bóng nhiều hơn, bởi vì với một con sản phẩm như này ấy, thì hiện giờ tóc mình đang lên là medium hâu, thậm chí ở đâu đấy có thể chạm đến firm, nhưng mà đại khái rằng là nó có một cái độ giữ nếp rồi, tức là không chỉ light hâu như mình dự đoán ban đầu mà là nó medium firm rồi. Thì cái độ bóng thì có duy trì được tốt hay không thì mình cũng sẽ quay trở lại với phần 2 và sẽ trả lời câu hỏi để cho các bạn sau vài giây nữa. Hello, xin chào mọi người. Bây giờ là khoảng 6 tiếng sau lần đầu tiên sử dụng cái con Hydrating Balm của GS này, Sloan gì đấy. Đại khái rằng là trải nghiệm của mình thì đấy, như các bạn đang thấy thì mình cũng thực sự là cũng không có hạnh phúc với cái sản phẩm này. Thì ban đầu đọc là cái Hydrating thì đã ngừng ngợ rồi, bởi vì tại sao lại là ngừng ngợ? Hydrating mà, Hydrating là cái dòng sản phẩm mà mình như mình đã giới thiệu với các bạn ở clip của cái con Hydrating của Yardley English Lavender ấy. Đó, cái con đấy, thì nó là một dòng sản phẩm hỗ trợ thôi, tức là các bạn vuốt pomade hay bất cứ một sản phẩm nào lên thì cái Hydrating là cái tăng móng và tăng cái độ giữ nếp, thì con này cũng như vậy. Tuy nhiên thì test thì cứ test, nhưng mà mình khẳng định các bạn luôn là với con này nó sẽ không có một cái gì gọi là balm, nó không có cái gì gọi là balm cả. Nếu mà cho mình đặt tên con này nhá thì mình sẽ đặt tên nó là paste, mình có thể đặt tên nó là wax, mình có thể đặt tên nó là cream wax, có thể đặt tên nó là cái gì đấy nữa, nhưng mà nó không phải là balm. Bởi vì với mình cái sản phẩm này nó không cho mình một cảm giác dưỡng lắm, nó không cho mình một cái cảm giác dưỡng lắm. Là nhất thứ hai là đọc bảng thành phần thì cái thứ mà duy nhất mà dưỡng đấy là dầu thầu dầu, thì thực sự mà nói ra thì dầu thầu dầu khá là phổ thông. Thế nên là thứ cuối cùng để có thể vịn vào, kỳ vọng vào để thuyết phục các bạn mua cái sản phẩm này, mình nghĩ là đó là cái hiệu năng của sản phẩm. Như các bạn đã thấy thì hôm nay là một ngày trời mưa, vị trí ra hôm mà mình quay clip là một ngày trời mưa, thì mũ bảo hiểm rồi áo mưa các kiểu là sản phẩm tơi ra, bây giờ xuống mức light hâu rồi. Với cái độ bóng của sản phẩm thì thực sự mà nói thì nó cũng không giữ được. Mình thì cũng xác định ngay từ đầu rồi, nhưng mà thực sự là mình không nghĩ là cái sản phẩm này nó vô hại đến mức thế. Rồi tất cả những cái khác, nói chung rằng là tất cả mọi thứ về cái trải nghiệm của sản phẩm này, để mà nói rằng là nên mua nó hay không thì mình xin thưa các bạn rằng là không. Đó, thế nên là cho lại clip nha. Với một hãng làm sản phẩm mình thấy nó có khả năng chỉnh chu là mình không tìm hiểu hãng này đâu, thực sự luôn, bởi vì mình không có ý định review cái hãng này, nhưng mà có sản phẩm review thôi. Nhìn trông khá là chỉnh chu thì ok, tất cả mọi thứ về hoàn thiện bao bì thì cũng tốt, nhưng mà về mặt là sản phẩm thì mình đánh giá đây là một sản phẩm rất là tệ, hoặc ít nhất là thị trường Việt Nam thì đây là một sản phẩm tệ, không đáng để các bạn xuống tiền mua. Còn bạn nào bênh là vuốt về vuốt quay lốc thì mình tin chắc chắn rằng có rất nhiều sản phẩm khác phục vụ nhu cầu của các bạn tốt hơn trong cái vấn đề này. Thì clip này cũng xin kết thúc tại đây, và như những clip khác thì xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn lúc 20 giờ hoặc muộn hơn mỗi ngày trên kênh YouTube Nguyễn Review, cũng như chúc quý vị các bạn thật nhiều sức khỏe, luôn đẹp trai, gặp nhiều thành công, may mắn và niềm vui trong cuộc sống, cũng như là những phòng ngừa Covid và đừng để tóc xấu như Nguyễn Review.